Đạo ca 4, nhan đề: Quán Thế Âm hay là Hóa Thân, biểu tượng cá nhân bước vào đại thể. Một người mẹ đi tìm con với niềm đau khổ riêng của mình đã nghe thấy tiếng thống khổ chung của nhân loại. Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi lát trăng, có bà mẹ đi tìm con trong đống hoa lan vàng, có bà mẹ đi tìm con bên bờ sông lan tím, có bà mẹ đi tìm con trong thung lũng cỏ hoang. Trên đỉnh mùa xuân mẹ ta thương cả rừng hoa lá, trong mùa hạ bên bờ lau mẹ yêu tiếng ve rầu rầu. Nằm trong bụi cây nhớ mây trời xanh ngát, nuôi một đàn chim mồ côi khi đông tuyết lạnh rơi. Bốn mùa hoa đua nở, bốn mùa mẹ lang thang tìm con loa đôi mắt gọi con lời đã khan, không còn lệ đã cạn, thương con lòng vắng hoang, nhớ con sầu đã ngất, đời con hồn đã tan. Tay mẹ đang cua quạt như một cành khô khan, nhớ con tìm khắp chốn rời ra cả thời gian, khi con là thiếu phụ thơm như nhành ngọc lan, đến nay già tóc trắng tìm con đã mấy trăng. Thế rồi một hôm mẹ chết, hơi mẹ trong trời chưa hết, ôm cả trần gian đầy vơi, nhân loại đeo tang người. Tim mẹ thành ra trùng dương, máu mẹ thành sông thành nước, ôi đời chăm luôn mẹ thương chiếu ánh sáng từ quang. Bây giờ mẹ đã thành mơ, hơi mẹ hóa thành hơi gió, bốn mùa ngồi nghe mọi nơi tiếng mẹ hát ru bồi hồi. Rồi một hôm mẹ chết, hơi mẹ trong trời chưa hết, ôm cả trần gian đầy vơi,
nhân loại đeo tàng người. Tiếng mẹ thành xa trùng dương, máu mẹ thành sông thành nước. Ôi đời trăm luân mẹ thương, chiều ánh sáng từ quang. Bây giờ mẹ đã thành mơ, hơi mẹ hóa thành hơi gió. Bốn mùa cõi nghe mọi nơi, tiếng mẹ hát ru bồi hồi. Xưa là mẹ đi tìm con, tiếng mẹ ru buồn khắp chốn. Bây giờ hiện thân mẹ chung, tiếng mẹ hát ru dịu dàng. Bây giờ hiện thân mẹ chung, tiếng mẹ hát ru dịu dàng. Bây giờ hiện thân mẹ chung, tiếng mẹ hát ru dịu dàng. Bây giờ hiện thân mẹ.